Thưa quý vị, với đặc điểm mật độ dân số thấp so với khu vực trung tâm thành phố, người dân lại thường xuyên tiếp xúc với nhau, dễ sinh ra tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Những ngày qua, công tác tuyên truyền đến người dân về chủ trương ai ở đâu thì ở đó được xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đặc biệt chú trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xin thông báo, nghe từ bây giờ mời bà con thôn Cẩm Nam về tại nhà thôn Cẩm Nam để lấy mẫu xét nghiệm đợt 4. Mỗi ngày, với chiếc loa di động trên tay, ông Trần Công Anh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, đi quanh thôn để tuyên truyền công tác phòng chống dịch đến bà con nhân dân. Do một số gia đình trong thôn còn hạn chế trong việc tiếp cận Internet, nên đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền là cách được ban điều hành thôn thực hiện trong suốt thời gian qua. Hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, vận động, điều tra truy vết, giám sát đối tượng cách ly. Chúng tôi đã thực hiện chỉ đạo của trên để tập trung tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương thì ở nhà nấy. Và thực hiện được vấn đề đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền có nhiều cách. Trong đó là tuyên truyền đến từng nhà dân, đồng thời tuyên truyền bằng loa lưu động để người dân nắm được chủ trương của trên. Thì chúng tôi vận động bà con đi xét nghiệm, đại diện hộ gia đình xét nghiệm 100%. Tâm lý chủ quan, giữ thói quen giao lưu với hàng xóm của người dân vẫn còn trong những ngày thành phố ai ở đâu thì ở đó. Điều này đặc biệt nguy hiểm ở những khu vực nguy cơ cao, khu vực cách ly y tế. Hiện trên địa bàn xã Hòa Châu có 3 khu vực bị cách ly y tế. Bên cạnh cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân, xã cũng đã cử nhiều lực lượng thay nhau chốt trực, đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu vực phong tỏa. Hiện nay thì trên 3 khu vực mà cách ly phong tỏa thì đã bố trí các lực lượng gồm có là công an, quân sự, rồi dân quân ở tại các chốt, ở cái điểm cách ly để đảm bảo là cái việc là nhân dân tuân thủ tốt cái việc ở khu vực cách ly y tế, kết hợp cái tuần tra trong khu vực này. Với mục tiêu mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, công tác tuyên truyền đa dạng, kiểm soát dịch từ bên trong đã phát huy được hiệu quả. Thời gian đến, các tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn xã Hòa Châu tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, tạo sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, giúp tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt hơn.